100.000 một quả bóng đèn Noabo, 202 quả bóng đèn Noabo 100.000 anh em nhé. Trong clip này bên Huấn Audio giới thiệu dòng bóng đèn Noabo là tiếp tục về được hàng. Anh em sợi xem đây, cũng xuống được chỗ này thì đang có khoảng tầm 100 cái anh em nhé, 100 cái. Những anh em nào mà những cái bóng đèn mà có thể dùng hát nó bị cháy thì bên mình có bán này, mời các bác tham khảo nhé. Bóng đầu dẹt luôn, dây dài quấn để quấn vào những cái cọc ghi sẵn ở trong thùng Noabo. Đó. Với những cái phiên bản này là tốt nhất trên thị trường hiện nay rồi anh em nhé, đồ mới tốt nhất hiện nay rồi. Còn anh em nào mà đi săn được đồ bãi thì hiếm lắm nhé anh em, không có, không có đồ bãi. Nhiều anh em cũng điện đến hỏi có bãi hay không thì không có. Sắp sửa về thêm khoảng 400 quả nữa. Nhà mình cái bóng đèn Noabo này thì bán được rất nhiều cho anh em mình mua để thay thế. Dòng này thì anh em mình có thể chế ở những cái phân tần khác, kể cả những cái phân tần của 6012 mà nó đứt nó cháy thì anh em mình vẫn thay được, hoặc kể cả những cái cầu chì ở trong những cái phân tần mà anh em mình đánh cho những chiếc loa vừa phải tầm kèn nhỏ 350 đổ lại mà bị đứt cầu chì thì thay con này vào bình thường anh em nhé, không vấn đề gì cả, thay vào bình thường 350 đấy, kèn. Còn tất nhiên anh em mà nếu như mà kèn lớn nó bị đứt thì anh em mình phải phân tần kèn to 750 thì mình phải đấu 2 quả. Đó, đấu 2 quả. Giá là 100.000 đồng một quả và bên mình sẽ bao ship từ 2 quả trở lên. Còn anh em mua một quả bên mình vẫn bán bình thường và giá một quả nó sẽ là 130.000 bao ship. Anh em nào quan tâm điện thoại cho bên mình qua số máy 0904612323 và anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Huấn Audio nhé. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.